chào quý vị trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ về cái đề tài hoạch định hưu trí uh, lúc nào mà mình nên khai hưu an sinh xã hội để hợp với cái tình trạng của mình hơn mình có chia sẻ cũng nhiều video liên quan đến khai hưu đặc biệt là khai hưu non ha. trong thời gian qua mình uh, thấy có một số quý vị đặc biệt là được tư vấn từ những chuyên gia uh, nói rằng là mình nên trì hoãn hưu càng đến tuổi cao càng tốt nếu mà mình khai hu non mình sẽ bị mất cả trăm ngàn đồng luôn nếu mà mình khai hu non ha thì mình muốn chia sẻ uh, một vài điểm ở đây để quý vị nhìn vào xem có có hợp với tình trạng cá nhân của mình hay không nha bởi vì mình thấy có một số quý vị hoạch định dựa theo những cái thông tin như vậy rồi áp dụng vào tình trạng của mình mà có thể rằng là tình trạng của mình không có hợp với những lời khuyên như vậy thì mình muốn trình bày ra đây để quý vị thấy coi cái nào hợp với mình hơn ha. Mình có nên trì hoãn uh, đến tuổi càng cao càng tốt hay không ha. Và đặc biệt là trong cái video này mình chỉ dựa vào cái sự so sánh cái đồng tiền thôi ha quý vị. Tất nhiên là khi mình quyết định khai hưu non hay là trì hoãn cho đến tuổi cao hơn có nhiều yếu tố khác nữa chẳng hạn như là mình cần tiền để mà trang trải trong cuộc sống hay là có ai và hồ sơ của mình có thể lãnh theo từ hồ sơ của mình nếu mình khai hôn non vân vân nhưng mà mình sẽ không nhìn vào những cái yếu tố ấy nha à, chẳng hạn như là mình khai hôn non đi làm thêm mà quá cái mức an sinh xã hội giới hạn thì bị khấu trừ vân vân mình không có nhìn vào những yếu tố ấy nha mà mình chỉ nhìn vào cái yếu tố đồng tiền đặc biệt là một số chuyên viên chuyên gia nói rằng là mình khai hôn non mình sẽ bị mất cái số tiền cả trăm ngàn đô như vậy ha à, thì quý vị biết đó là mình có thể khai hu non từ an sinh xã hội bắt đầu ở tuổi 62. Mình có thể tiếp tục trì hoãn cho đến tuổi hưu chính của mình. Tuổi hưu chính mình là tuổi nào là tùy theo năm sinh của mình. Hoặc là mình có thể tiếp tục trì hoãn tối đa cho đến tuổi 70. Thì mình sẽ lãnh được nhiều hơn. ha Trong thời gian gần đây mình gặp có một số quý vị đặc biệt là những quý vị sanh ở khoảng chừng năm 1961 đó. Có nghĩa là năm tới 2023 mình sẽ bước vào tuổi 62 thì mình có thể khai hưu non ở tuổi 62 ha. Đó. Khi mình khai hưu non thì tất nhiên cái phần trăm mình lãnh từ cái hồ sơ của mình không có được nhiều như mình đợi đến tuổi hưu chính mình khai ông vị. Đặc biệt là những quý vị nào mà sinh từ năm 1960 và sau đó là cái tuổi hưu chính của mình là 67 ha. Có nghĩa là nếu mình đợi đến tuổi 67 thì mình khai đó thì mình lãnh được 100% từ hồ sơ của mình. Nếu mình khai hưu non ở tuổi 62 thì mình chỉ lãnh có 70% thôi ha. Rồi từ tuổi hưu chính của mình đó tuổi 67 mình có thể tiếp tục trì hoãn cho đến tuổi 70 để mà mình khai. Thì cứ hàng năm như vậy đó, từ tuổi 67 cho đến tuổi 70 đó, thì cái phần tiền của mình trong hồ sơ của mình được tăng thêm 8% hàng năm như vậy từ tuổi 67 cho đến 70 ha. Có nghĩa là nếu mà mình không khai ở tuổi 67 mình đợi đến 70 thì cái hồ sơ mình được thêm 3 năm nữa có nghĩa là 3 năm nhân cho 8 là 24% thì tuổi 70 là mình sẽ nhận tổng cộng là 124% ha quý vị. Và đến đây mình cũng muốn dùng những cái con số để mà mình chia sẻ mà mình hay dùng cái con số chẳng như vậy. Nếu mà tuổi hưu chính mình khai mà mình lãnh được 1.000 đồng một tháng và mình khai hưu non tuổi 62 thì mình lãnh 70% có nghĩa là lãnh 700 đồng một tháng ha. Nếu mình đợi đến 70 tuổi mình khai tiếp tục trì hoãn thì mình lãnh được 1.240 đồng một tháng ha. Tất nhiên là an sinh xã hội có thể hàng năm thông báo về cái phần tiền bởi vì uh, mức lạm phát thì có thể tăng thêm chẳng hạn như năm tới là tăng 87 phần trăm thì được cộng vào nữa ha. nhưng mình muốn nhìn vào những cái con số đơn giản như vậy để mà so sánh coi coi mình có khi mà mình khai non có bị mất cả trăm ngàn như đồng như vậy theo một số chuyên gia nói hay không ha mình gặp một số chuyên gia như vậy khi mà mình ngồi xuống mà làm bài toán như vậy thì họ mới giật mình nói rằng ủa tại sao nó là như vậy ha khi mà quý vị nhận được cái lời khuyên là nên trì hoãn cho đến tuổi càng cao càng tốt, cho đến tuổi 70 để mà mình khai, mình sẽ lãnh được nhiều như vậy. Không thôi, mình khai sớm, hơn tuổi 70 đó, là mình bị mất tiền rất là nhiều, cả trăm ngàn đô như vậy ha. Trong cái ví dụ này thì mình dùng cái tình trạng là con số hu chính là một ngàn ha, nhưng mà cái này cũng là tùy theo cá nhân nha, có thể hồ sơ quý vị... Uh, tuổi hưu chính lãnh nhiều hơn hoặc là ít hơn thì khi mà nghe những lời khuyên như vậy rồi quyết định mình trì hoãn đó thì hãy nhìn vào con số mình có thể lãnh như vậy là bao nhiêu rồi mình so sánh coi nó có phù hợp hay không dựa theo tình trạng cá nhân của mình ha uh, ở đây thì là nếu mà khai hưu non ở tuổi 62 thì lãnh 700 đồng một tháng thì mình muốn dùng hai cái này để so sánh ha 700 đồng này ha rồi nếu trì hoãn cho đến 70 tuổi thì lãnh 1 đồng một tháng như vậy ha thì 1.240 đồng một tháng này so với 700 đồng một tháng là khoảng bao nhiêu khoảng chừng 540 đồng một tháng nhiều hơn phải không vị 540 đồng một tháng nhiều hơn ha đó có nghĩa là mình không khai tuổi 62 mình đợi đến 70 mình lãnh được 1.240 đồng một tháng so với 700 đồng ở tuổi 62 thì là 540 đồng nhiều hơn mỗi tháng ha. Mình thấy có một số quý vị được khuyên từ những chuyên gia hoặc là khi mình nhìn vào cái trang an sinh xã hội rồi mình dùng các phần liên quan đến tuổi thọ nói rằng là hay nên trì hoãn càng cao càng tốt bởi vì các bạn ước lượng tuổi thọ của an sinh xã hội nói rằng là mình sẽ bị mất tiền vân à, vân vâng, khuyên mình nên trì hoãn cho đến tuổi cao 70 mới khai ha thì an sinh xã hội không có khuyên cái tình trạng của mình nên đợi đến cái tuổi cao mình mới khai mà họ đưa ra một số thông tin để cho mình thấy rằng nếu mình khai ở tuổi cao thì cái phần trăm mình lãnh được nhiều hơn thôi chứ an sinh xã hội không có xét cái tình trạng cá nhân hả quý vị ờ... nên khi mà mình nhìn vào những cái thông tin như vậy mình nên xét coi nó có hợp với mình hay không hả quý vị right, trở lại cái ví dụ này là 540 đồng một tháng nhiều hơn lúc mình khai ở tuổi 70 nhưng mà mình muốn nhận 1.240 đồng một tháng 540 đồng một tháng nhiều hơn là mình phải đợi đến 70 tuổi 70 mình mới khai, có nghĩa là không khai ở tuổi 62 cho đến 70 là khoảng 8 năm mình không lãnh gì. Phải không quý vị? Có nghĩa là nếu mà mình khai non ở tuổi 62 thì mình lãnh 700 đồng một tháng mà mình không khai tuổi 62 thì mình có nghĩa không lãnh gì ở tuổi 62, không lãnh gì ở tuổi 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 cho đến 70 mới khai mới bắt đầu lãnh 1 1240 đồng một tháng. Có nghĩa là 8 năm không lãnh cái phần tiền này nè, 700 đồng một tháng từ tuổi 62 ha. 8 năm là bằng 96 tháng phải không quý vị? Có nghĩa là 96 tháng mình không lãnh gì. Thay vì mình có thể lãnh 700 đồng một tháng cho 96 tháng từ tuổi 62 cho đến uh, trước khi mình bước vào tuổi 70, uh, tuổi 69 phải không quý vị? thì 96 tháng nhân cho 700 đồng là bằng khoảng bao nhiêu? Bằng khoảng chừng 67.200 đồng mình phải bỏ đi ha. Rồi lúc 70 tuổi mình mới khai, mình mới nhận 1.240 đồng một tháng như vậy. 540 đồng một tháng nhiều hơn so với tuổi 62 ha. Lúc mình khai tuổi 70, phải lưu ý rằng anh sinh xã hội không có đưa cho mình những cái gì. Hồi nào giờ mình không lãnh từ 62 cho đến 69 nghĩa là đưa tổng số tiền là 67.200 đồng đó nha chỉ đưa mình 1.240 đồng một tháng như vậy thôi nghĩa là 540 đồng một tháng nhiều hơn thôi nha đó. nếu mà mình lãnh 540 đồng một tháng nhiều hơn ở tuổi 70 mà cái phần mình bỏ đi từ tuổi 62 cho đến 69 là 67.200 đồng như vậy thì mình phải lãnh bao nhiêu tháng mới lấy lại được cái phần tiền này mà mình bỏ đi đó từ 70 tuổi thì mình lãnh 540 đồng nhiều hơn thì dễ thôi không quý vị mình lấy 67.200 đồng này chia cho 540 đồng mỗi tháng mà mình lãnh nhiều hơn từ tuổi 70 thì ra thôi phải không quý vị khi mình lấy 67.200 đồng chia cho 540 đồng như vậy thì ra là 124 có nghĩa là 124 tháng có nghĩa là mình phải lãnh 1.240 đồng như vậy 540 đồng mỗi tháng nhiều hơn liên tiếp 124 tháng sau 124 tháng sau tương đương với khoảng bao nhiêu khoảng chừng 10 năm và 4 tháng phải không quý vị 10 năm và 4 tháng ha thì mình phải lãnh liên tiếp như vậy mới lấy lại được cái phần tiền mà mình bỏ đi mình không lãnh gì từ tuổi 62 cho đến tuổi 69 là 67 200 đồng phải không quý vị 67.200 đồng rồi nè Mình phải lãnh liên tiếp từ tuổi 70 đó uh, Cho 124 tháng sau Có nghĩa là 10 năm và 4 tháng sau Có nghĩa là lúc đó mình phải sống đến 80 tuổi 80 tuổi uh, và 4 tháng 80 và 4 tháng tuổi đó Mình mới lấy lại được cái phần tiền mình bỏ đi Rồi từ đó đó Nếu mà mình sống từ đó trên cái mức này là trên cái tuổi là 80 tuổi 80 và 4 tháng tuổi đó thì cái hồ sơ của mình mới thật sự có lợi là 540 đồng một tháng như vậy ha Còn nếu mà một quý vị nào mà trì hoãn như vậy mà vì tình trạng sức khỏe vân vân mà không sống đến cái tuổi này ít nhất là tuổi này đó là coi như những cái gì mình bỏ là mất đi thôi ha những quý vị nào mà nhận được những lời khuyên là nên trì hoãn cho đến tuổi 70 mới khai hưu không thôi là sẽ bị mất cả trăm ngàn đô như vậy À, thì đây là cái điểm mà mình cần lưu ý ha quý vị cái điểm là mình phải sống đến như vậy đó mới là huề cái phần tiền mà mình bỏ đi trong cái tình trạng ví dụ này mình dùng đó mình bỏ đi cái phần tiền như vậy nha mới huề nha rồi nếu mà mỗi năm mà mình sống trên như vậy đó thì mình có lợi thêm nữa lợi thêm 540 đồng một tháng mà mỗi năm là 12 tháng phải không mỗi năm 12 tháng có nghĩa là mỗi năm mà mình sống thêm nữa 12 tháng nhân cho 540 đồng một tháng là khoảng bao nhiêu quý vị? 6.480 đồng cho quyền năm phải không? Đó. Cứ mỗi năm có nghĩa là mình ở tuổi 80 uh, Và 4 tháng tuổi thì mình hòe Mình dùng coi như là 80 tuổi đi ha Thì mình sống đến 81 tuổi Cứ hàng năm như vậy đó Mỗi năm như vậy thì mình có thêm được cái Phần tiền như vậy Cái hồ sơ mình có lợi thêm 6.480 đồng như vậy Nếu mình sống đến 90 tuổi Thì mình có lợi thêm 10 năm Có nghĩa là khoảng chừng lợi thêm 64.800 đồng phải không quý vị? nếu mà cái phần tiền mà uh, mình uh, dùng cái ví dụ như vậy so sánh như vậy đó thì mình mới ít nhất là phải đến 90 tuổi như vậy thì mình mới thấy có lợi cái, cái phần tiền cao như vậy vâng quý vị nếu mình nhìn cái hồ sơ hoặc là mình nhìn vào những cái lời khuyên Nói rằng là hay không khai cho đến 70 rồi mình trì hoãn theo những lời khuyên ấy nghĩ rằng sẽ mất cả trăm ngàn đô thì không phải nha hãy nhìn vào cái mức quầy vốn trước rồi mình mới xem coi là cái hồ sơ của mình tình trạng cá nhân của mình có hợp hay không ha à, một số thông tin từ những chuyên viên nói rằng là dựa theo an sinh xã hội khuyên mình nên trì hoãn bởi vì ước lượng tuổi thọ của nam và nữ mình sống thì có thể là có lợi hơn vân vân thì hãy lưu ý điểm đó ha an sinh xã hội có ước lượng rằng nơi nào mà ước lượng rằng là mình sẽ bị mất cả trăm ngàn đô hay không không có phải không quý vị nếu mà mình ở tuổi 62 bây giờ đi thì anh sinh xã hội ước lượng mình uh, sống có khoảng bao nhiêu năm nữa? Và để mình uh, vào cái trang của anh sinh xã hội để mà ước lượng cái tuổi thọ của mình. Nếu bây giờ mình đang ở tuổi 62, uh, con anh xin sinh xã hội ước lượng mình. Còn mình sống đến tuổi nào và mình có bị mất cả trăm ngàn đồng trong hồ sơ của mình như vậy hay không nếu mình không khai hôn non ha Ờ... Uh, mình vào cái trang này của an sinh xã hội ha quý vị. Và cái đầu tiên mình muốn chọn là về Nam ha. Ngày sinh nhật con coi như là hiện thời bây giờ mình muốn chọn mình là đang 62 tuổi ha. Thì bây giờ là tháng 12 và ngày 3 ha. và mình sinh năm 1960 ha. Đây là một cái ví dụ mình chọn để là hiện thời bây giờ là mình 62 tuổi ha. Thì bây giờ mình coi an sinh xã hội ước lượng mình sống đến tuổi nào. Đó. thì bây giờ mình 62 tuổi an sinh xã hội ước lượng rằng mình có thể sống được 21 năm rưỡi nữa là mình có thể sống đến 83 tuổi rưỡi như vậy ha 83 tuổi rưỡi ha All right. nếu là nam thì anh xin xã hội ước lượng rằng mình sẽ đóng sống đến 83 tuổi rưỡi mà mình cái trường hợp này thì mình phải sống đến 80 tuổi và 4 tháng mới về vốn những gì mình không lãnh từ 62 cho đến 69 70 mình mới khai để mình lãnh 540 đồng một tháng nhiều hơn phải không? Mà anh xin xã hội ước lượng mình sống đến 83 tuổi rưỡi. Mình đâu có biết chắc rằng hiện bây giờ mình tuổi 62 mình có thể sống đến 83 tuổi rưỡi à, hay không phải không quý vị? Nhưng mà giả thử rằng là mình sẽ sống đến cái thời gian ấy đi. Đến 83 tuổi rưỡi. Đó. Coi như cuộc sống của mình chỉ còn 21 à, năm rưỡi nữa thôi. Đến 83 tuổi rưỡi. Thì so với cái mức quầy vốn là 80 tuổi và 4 tháng Uh, và anh sinh xã hội ước lượng rằng 83 tuổi rưỡi thì có khoảng bao nhiêu? 3 năm và 2 tháng phải không quý vị? 3 năm và 2 tháng thì tương đương với 38 tháng phải không? 38 tháng ha coi như mình cho rằng xin sinh xã hội ước lượng đúng đi ha, thì có nghĩa là mình sống đến 83 tuổi và 6 tháng phải không? Nhưng mà mình 80 tuổi và 4 tháng mình về vốn, thì có nghĩa là mình sẽ lãnh được thêm 38 tháng nữa, thì lãnh được có lợi thêm 540 đồng nữa phải không? Đó, thì 540 đồng cho 38 tháng này là khoảng bao nhiêu quý vị? Khoảng chừng 20 20.520 đồng không, quý vị. Có nghĩa là mình lãnh được thêm 20 520 đồng trong cái hồ sơ của mình nhiều hơn. Nếu mình trì hoãn như vậy ha. Và nếu mà mình sống đến cái mức ăn sinh xã hội ước lượng như vậy đó. Đó. Nhưng mà nếu mà mình so sánh rằng mình phải hy sinh 67.200 đồng không lãnh gì từ 62 cho đến 70 mối đầu khai để mà lấy thêm 20.520 đồng như vậy thì mình có nên hy sinh cái số này để lãnh thêm số này hay không? Đó, là cái tình trạng cá nhân. Có thể một số quý vị nghĩ rằng hay nên hay không nên là tùy phải không quý vị? Thì quý vị thấy khi mình so sánh như vậy cái biên độ an toàn của mình có cao hay không hả? Cái đó thì tùy uh, mỗi cá nhân trả lời ha. Nhưng hãy lưu ý rằng muốn lãnh được cái phần tiền nào mà nhiều hơn nữa thì phải sống ít nhất là phải đến cái tuổi quầy vốn. Rồi từ đó và sống đến cái tuổi an sinh xã hội ước lượng cái tuổi thọ của mình thì mới lấy được cái phần này hả quý vị. Nếu không sống đến 80 tuổi và 4 tháng trong cái trường hợp này là coi như những cái gì mình bỏ đi là mất ha. Đó là sự ước lượng của an sinh xã hội liên quan đến uh, Nam Nam. Còn nếu nữ thì em sinh xã hội ước lượng làm sao? Nếu hiện thời bây giờ mình ở tuổi 62 đi ha. Mình dùng cái ví dụ giống hệt hồi nãy nhưng mà mình chuyển sang là nữ ha. Thì coi như là mình sinh năm 1960 và ngày mình dùng ngày là ngày 3 tháng 12 năm 1960 có nghĩa là hiện thời bây giờ hôm nay là mình bước vào tuổi 62 ha quý vị. Thì sinh xã hội ước lượng mình sống được bao nhiêu lâu? có nghĩa là ước lượng mình sẽ thống sống thêm 24 năm mươi uh, 24.4 năm nữa có nghĩa là mình sẽ sống đến 86.4 uh, sáu uh, tuổi ha nếu mình là nữ ha nữ thì cái tuổi thọ được ước lượng là uh, cao hơn là nam ha quý vị thì cái tình trạng đó là tình trạng, tình trạng cá nhân của mình mình xem rằng là những cái phần mà mình hy sinh như vậy hay là mình trì hoãn như vậy với cái tình trạng và cái số tiền của mình mình lãnh mà mình không lãnh nếu mình khai non và mình trì hoãn như vậy thì có phù hợp với mình hay không hả quý vị? Và mình chỉ nhìn vào như hồi nãy mình chia sẻ ở cái phần đầu đó là trong video này mình chỉ và nhìn vào cái yếu tố về phần tiền thôi nhé. Tất nhiên là mình muốn khai non hay là trì hoãn thì còn nhiều yếu tố khác nữa như tình trạng sức khỏe hay là có ai vào hồ sơ của mình hay không hay là mình đi làm thêm có quá mức bị xã hội khấu trừ hay không, cái này cái kia nữa ha mình muốn nhìn vào cái đề tài này bởi vì có một số quý vị có thể nghe phong khoanh hay là lời khuyên từ người này người kia hoặc là những chuyên viên nói rằng mình nên trì hoãn không thôi sẽ bị mất cả trăm ngàn đô thì nó có thực tế hay không thì mình hãy nhìn vào những yếu tố mình chia sẻ và xét xem cái tình trạng cá nhân của mình coi có đúng hay không ha có gì mình sẽ trả lời những video sau chào quý vị